Kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Tôi là MC Ảo, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong bản tin hôm nay. Mở đầu bản tin điểm báo 18 giờ mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp được đăng trên trang báo mới.com và nhân dân VN. Hội đàm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc ngày 2 tháng 12 tại thành phố Hồ Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Hai bên trao đổi ý kiến thẳng thắn về vấn đề biên giới lãnh thổ, nhất trí cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển. Hai bên nhất trí tiếp tục tuân thủ nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, kiểm soát tốt bất đồng trên biển, cùng duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, thực hiện đầy đủ, hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, tích cực thúc đẩy đàm phán xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu lực, hiệu quả. Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm nhân sự mới chiều 3 tháng 12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ báo chí, xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa ký ban hành kế hoạch về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Để chủ động kiểm soát tình hình, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo đảm bình ổn giá, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Khai mạc vòng chung kết xếp hạng giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka 2021, Phúc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa khai mạc vòng chung kết giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka 2021 Phúc tại trường Đại học Hoa Sen. Giải thưởng năm nay được triển khai từ tháng 6 đến tháng 12. Đối tượng tham gia giải thưởng là sinh viên hiện đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học và học viện trên toàn quốc theo hai hình thức, cá nhân hoặc nhóm. Mỗi cá nhân hoặc nhóm có thể đăng ký tham gia một hoặc nhiều công trình. Ban tổ chức giải thưởng nhận hồ sơ và thành lập hội đồng khoa học xét thưởng theo 12 lĩnh vực, gồm công nghệ hóa, dược, công nghệ sinh y sinh, công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm, giáo dục, kinh tế, kỹ thuật, nông lâm ngư nghiệp, pháp lý, quy hoạch, kiến trúc và xây dựng, tài nguyên và môi trường, xã hội và nhân văn. Vòng chung kết xếp hạng được tổ chức trực tiếp giữa hội đồng giám khảo và trực tuyến kết nối với các thí sinh trong bối cảnh bảo đảm an toàn phòng dịch. Vòng chung kết xếp hạng với sự tham dự của 162 công trình nghiên cứu đến từ 81 trường trên cả nước. Lần đầu tiên Điện Biên có đường bay thẳng kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đúng 10 giờ 45 phút ngày 3 tháng 12. Chuyến bay số hiệu QH1592 khai thác bằng máy bay phản lực Embraer của Bamboo Airways đã hạ cánh xuống sân bay Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử có một đường bay thẳng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên. Đường bay thẳng của Bamboo Airways nối Thành phố Hồ Chí Minh với Điện Biên có thời gian bay 2 giờ 20 phút, tần suất 5 chuyến mỗi tuần. Hai khung giờ khởi hành dự kiến của hãng là 10 giờ 40 phút cất cánh từ Thành phố Hồ Chí Minh và 13 giờ 30 phút cất cánh từ Điện Biên. Tần suất chung sẽ tăng dần tùy theo điều kiện thực tế và nhu cầu của hành khách. Trước đó, hành khách từ các tỉnh miền Nam muốn đến Điện Biên thông qua đường hàng không, chỉ có lựa chọn bay nối chuyến, với thời gian kéo dài đến 9 giờ, gây nhiều vất vả, mệt mỏi cho các hành khách. Chính phủ sẽ thí điểm cao tốc chỉ thu phí tự động, không dừng. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải về lựa chọn một số tuyến cao tốc chỉ có hình thức thu phí tự động không dừng. Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, các Bộ Giao thông Vận tải, Công an, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam, phối hợp triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo nhà đầu tư các dự án BOT, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng khẩn trương lắp đặt thiết bị thu phí điện tử, không dừng đối với các làn thu phí còn lại, đảm bảo mỗi trạm thu phí chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp theo đúng quy định. Tại quyết định số 19 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phải hoàn thành trong quý 1 năm 2022.
chuyển sang một số thông tin thế giới. Những thông tin được cập nhật trên trang nhân dân.vn, Mỹ triển khai kế hoạch ngăn chặn biến thể Omicron, trong bối cảnh các ca nhiễm biến thể Omicron đã bắt đầu xuất hiện tại một số bang của Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã công bố một kế hoạch đối phó với các biến thể của virus SARS-CoV-2. Theo kế hoạch sẽ có hiệu lực trong tuần tới, du khách quốc tế tới Mỹ phải có xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 24 giờ trước khi lên máy bay, thay vì 3 ngày như hiện nay. Những người có bảo hiểm y tế tư nhân sẽ được hoàn tiền cho các xét nghiệm COVID-19 tại nhà. Quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng cũng sẽ được kéo dài tới ngày 18 tháng 3 năm sau. Belarus phản đối các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây. Thưa quý vị, Belarus đã lên án các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây nhằm vào quốc gia này liên quan đến cuộc khủng hoảng người di cư xảy ra ở biên giới với Ba Lan. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Belarus, quyết định trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu, EU nhằm vào quốc gia có chủ quyền như Belarus là rất phi lý, gây ra mối đe dọa đối với ổn định và an ninh khu vực. Minsk khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn, không đối xứng nhưng thích đáng để đáp trả EU. Trước đó, EU cùng với Anh, Canada và Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với hãng hàng không nhà nước Bell Aviation của Belarus, 17 cá nhân và 11 thực thể của nước này, trong đó có các quan chức hàng đầu Belarus, bằng hình thức phong tỏa tài sản và cấm đi lại. Động đất mạnh tại Nhật Bản rạng sáng ngày 3 tháng 12, hai trận động đất mạnh đã liên tiếp xảy ra ở đất liền thuộc tỉnh Yamanashi, phía đông Nhật Bản, song không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, một trận động đất có độ lớn gần 5 xảy ra tại khu vực Fujitoko, phía đông tỉnh Yamanashi, với tâm chấn được xác định ở độ sâu khoảng 20 km. Thành phố Ochiki của tỉnh Yamanashi ghi nhận rung chấn mạnh nhất với độ lớn 4,9. Trước đó vài giờ, một trận động đất có độ lớn 4,1 cũng xảy ra đúng tại khu vực này với độ sâu tương tự. Động đất đã tạo dư chấn khá mạnh với độ lớn 4 tại một số khu vực xung quanh thuộc tỉnh Yamanashi, tỉnh Kanagawa và độ lớn 3 ở một số tỉnh khác và thủ đô Tokyo. Tới thời điểm này, chưa ghi nhận thông tin về thiệt hại do ảnh hưởng của động đất. Theo truyền thông Nhật Bản, đây là trận động đất có độ lớn 5 đầu tiên xảy ra tại khu vực tỉnh Yamanashi kể năm 2012. Thưa quý vị, với người dân ở tổ dân phố 14, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, hình ảnh bí thư chi bộ Bùi Phó Xuân ngày ngày chăm lo các hoạt động của chi bộ, của tổ dân phố đã trở thành thân thuộc. Ông luôn gương mẫu đi đầu trong công việc của tổ dân phố với tác phong nhanh nhẹn, giản dị của một người lính. Sinh ra và lớn lên ở xã Đồng La, huyện Đông Hưng, Thái Bình, đến năm 1972, anh thanh niên Bùi Phó Xuân lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại Quảng Bình, Quảng Trị. Tháng 10 năm 1975, ông Bùi Phó Xuân ra quân. Từ năm 2007 đến năm 2010, ông được bầu làm tổ phó tổ dân phố, và từ 2015 đến nay là bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận. Ông còn làm tổ trưởng tổ hòa giải, tổ trưởng tổ dân vận, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi. Công việc nhiều, áp lực lớn nhưng ông Xuân vẫn giữ phong thái giản dị, nhanh nhẹn, gọn gàng đúng tác phong của bộ đội Cụ Hồ. Ông Xuân tâm sự, là một đảng viên, được bà con tín nhiệm, tin tưởng vì thế ông luôn trăn trở, mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình, nhằm thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi công tác, phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Chính vì vậy, ông Xuân cùng với chi bộ, tổ dân phố luôn đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước. Trong năm 2020, cùng với các quỹ chi bộ, ban công tác mặt trận vận động nhân dân trong tổ đóng góp các loại quỹ đạt kết quả tốt, như quỹ biển đảo, 20,2 triệu đồng, quỹ vì người nghèo, hơn 9 triệu đồng, quỹ bảo trợ xã hội, 24,1 triệu đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung, 23,3 triệu đồng. Bản thân ông Xuân là người rất tích cực làm đầu tàu, gương mẫu trong việc đóng góp, ủng hộ các loại quỹ như đóng góp các loại quỹ như bảo trợ xã hội, quỹ người cao tuổi, quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo, các quỹ phòng chống thiên tai. Ngoài ra, ông còn trích tiền riêng ra để hỗ trợ hoạt động của một số chi hội, như chi hội phụ nữ, chi hội cựu thanh niên xung phong trung bình mỗi đợt hoạt động 500.000 đến 800.000 đồng, để ủng hộ phong trào. Không những vậy, ông Bùi Phó Xuân còn tích cực tham gia đội công tác xã hội tình nguyện. Cá nhân ông trực tiếp theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp đỡ 3 đối tượng cai nghiện. Những năm trước đó, ông đã giúp đỡ một số đối tượng nghiện khác cai nghiện thành công, tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định xây dựng cuộc sống mới. Tận tụy với công việc, gương mẫu trong các phong trào, ông Bùi Phó Xuân đã giúp tổ dân phố 14 nhiều năm liền được công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Bản thân ông được nhận nhiều giấy khen của Ủy ban Nhân dân quận, Ủy ban Nhân dân phường, Hội cựu chiến binh. Thưa quý vị, công trình Quốc Tử Giám tại Huế là
Di tích trường đại học thời phong kiến còn tồn tại nguyên vẹn ở Việt Nam, mang giá trị cao về mặt lịch sử, văn hóa. Di tích đã được ghi tên vào danh mục di sản thế giới của UNESCO, cùng hệ thống di tích cung đình Triều Nguyễn. Mời quý vị cùng tìm hiểu về địa điểm này qua bài viết sau đây. Bài đăng trên trang tiền phong.vn theo các sử liệu, năm 1803, vua Gia Long xây dựng đốc học đường thuộc địa phận An Ninh Thượng, huyện Hương Tra, cách kinh thành Huế chừng 5 km về phía Tây. Trường nằm cạnh Văn Miếu, mặt hướng ra sông Hương. Đây được xem là trường quốc học đầu tiên được xây dựng dưới Triều Nguyễn năm 1908, thời vua Duy Tân, quốc tử giám được di dời về nằm bên trong kinh thành Huế, vị trí hiện nay tại số 1 đường 23 tháng 8, phường Đông Ba, thành phố Huế. So với kiến trúc cũ, quốc tử giám bên trong kinh thành Huế được xây dựng mới thêm nhiều công trình phụ, trong đó, kiến trúc cũ của Di Luân Đường, xây dựng năm 1821, thời vua Minh Mạng, được giữ nguyên. Hai bên là hai dãy phòng học vẫn như cũ và cư xá sinh viên. Phía sau trường, ở giữa là tòa Tân Thơ Viện, hai bên là nhà ở của quan tế tử, tư nghiệp hiệu trưởng, hiệu phó và các viên chức khác của trường. Trong số các công trình kiến trúc này, Di Luân Đường, Tân Thơ Viện và tòa nhà dành cho vị tế tử quốc tử giám, ở là những công trình kiến trúc gỗ theo phong cách truyền thống có giá trị nghệ thuật cao. Tân Thơ Viện, Di Luân Đường đều có nguồn gốc từ các công trình kiến trúc của cung Bảo Định. Năm 1945, sau khi triều đình nhà Nguyễn chấm dứt vai trò lịch sử của mình, quốc tử giám cũng không thay đổi kiến trúc kể từ đó đến nay. Năm 2020, sau gần nửa thế kỷ được trưng dụng làm nơi trưng bày hiện vật của Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, các hiện vật ngoài trời như máy bay, xe tăng, pháo, được di dời ra khỏi khuôn viên quốc tử giám để đưa đến nơi trưng bày mới, ở đường Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế. Cũng trong năm 2020, ông Phan Ngọc Thọ, lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, từng chủ trì phiên họp bàn về phương án sử dụng di tích quốc tử giám, sau khi di dời các hiện vật lịch sử ra khỏi di tích này. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được giao tiếp quản di tích quốc tử giám từ Bảo tàng Lịch sử tỉnh để thực hiện công tác bảo tồn, tu bổ, phát huy giá trị. Cũng từ đây, một ý tưởng mới để khai thác, sử dụng quốc tử giám vào mục đích tôn vinh, đề cao sự học cũng đã được đặt ra. Theo đó, tại đây sẽ hình thành một bảo tàng giáo dục khoa cử. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh, có kế hoạch xây dựng lễ đường giáo dục tại di tích quốc tử giám, tạo thành nơi trang nghiêm để tổ chức các hoạt động khai giảng, trao học bổng, phát văn bằng. Ngoài ra, nơi đây cũng sẽ được kết hợp nhiều hoạt động trưng bày, quảng diễn phù hợp, đặc biệt là những chuyên đề độc đáo gắn liền với văn hóa cung đình, tổ chức nhiều hoạt động phụ trợ, biến không gian di tích thành một khu phức hợp bảo tàng, dịch vụ. Phần cuối bản tin, mời quý vị đến Nhật Bản tìm hiểu về thị trấn suối nước nóng đẹp nhất ở đây. Bài đăng trên trang báo mới.com Dinh Dàng Onsen được mệnh danh là thị trấn suối nước nóng đẹp nhất Nhật Bản. Được thiên nhiên ban tặng cho vị trí địa lý tuyệt đẹp, nằm giữa núi rừng tỉnh Yamagata, Dinh Dàng Onsen yên bình, thu hút du khách bởi vẻ cổ kính như bước ra từ những thước phim cổ tích. Rất nhiều nhà trọ ở trong khu suối nước nóng Dinh Dàng này được xây dựng từ thời Taisho, năm 1912 đến năm 1926, đến thời sau ở năm 1926 đến năm 1989. Bởi vậy, khu suối nước nóng Dinh Dàng Onsen này không chỉ nổi tiếng là địa điểm tắm onsen, mà còn là địa điểm tham quan du lịch tuyệt vời đưa bạn quay về thời đại ngày xa xưa của Nhật Bản. Dinh Dàng Onsen sở hữu phần lớn nhà trọ 3 đến 4 tầng, được thiết kế theo phong cách truyền thống. Khu phố mang hơi hướng hoài cổ, nổi bật bởi kiến trúc bằng gỗ và tường thạch cao màu trắng, phản phất bầu không khí đặc biệt của Taisho, thời kỳ bùng nổ văn hóa, trào lưu phương Tây. Các tòa nhà tuyệt đẹp được bao quanh bởi một khung cảnh nông thôn hoang sơ đảm bảo rằng suối nước nóng Dinh Dàng sẽ mang đến cho du khách cảm giác dễ chịu quanh năm. Những ngày hè dài là thời điểm hoàn hảo cho những chuyến đi dạo thông dong trên những con đường bình dị trong một bộ yukata. Vào mùa đông, thị trấn thực sự mang một màu sắc huyền ảo. Khung cảnh các tòa nhà phủ trong tuyết lung linh trong ánh sáng dịu nhẹ của đèn ga sẽ để lại trong bạn một ấn tượng khó phai. Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ khu phố cổ lên đèn rực rỡ, và phong cảnh về đêm vào mùa đông tại Dinh Dàng Onsen được đánh giá là một trong những cảnh đêm đẹp nhất Nhật Bản. Hiện nay, trong khu phố cổ Dinh Dàng Onsen có 12 nhà trọ, trong đó có 10 nhà trọ du khách có thể chỉ vào tắm, mà không cần phải nghỉ trọ qua đêm, 5 nhà trọ có onsen ngoài trời. Giá vào tắm onsen tại các nhà trọ khá rẻ, chỉ khoảng 500 yên đến 600 yên. Ở khu trung tâm Dinh Dàng Onsen còn có khu ngâm chân nước nóng miễn phí, để du khách được thoải mái ngâm chân và ngắm toàn cảnh khu phố cổ Dinh Dàng. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.